Xin chào các anh em, lại là mình Irene đây. Và trong video ngày hôm nay thì anh em hãy cùng Irene đi tìm hiểu về một thuật ngữ, một khái niệm hay một lĩnh vực tuy lạ mà quen, đó chính là vũ trụ thực tế ảo hay còn gọi là Metaverse. Như anh em cũng đã biết, một trong những công ty đi đầu tiên, tiên phong và đứng đầu trong lĩnh vực phát triển Metaverse đó chính là Meta, hay tiền thân là Facebook của Mark Zuckerberg. Dù cho là một công ty tỷ đô với tiềm lực cực kỳ mạnh, song khi tham gia vào một lĩnh vực mới như là Metaverse thì Meta cũng đã gặp cực kỳ nhiều khó khăn. Thậm chí là trong năm 2022 vừa qua thì giới đầu tư và phân tích còn cho rằng là Meta đã lỗ hơn 14 tỷ đô khi mà đầu tư vào Metaverse. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem tại sao cho đến giờ thì Meta và Mark Zuckerberg vẫn cố đấm ăn xôi với Metaverse đến vậy nhé. Ok, không dài dòng nữa, hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên, để trả lời được cho câu hỏi là tại sao Meta phải đốt hơn 14 tỷ đô hoặc thậm chí là hơn thế nữa để đầu tư vào Metaverse, thì chúng ta hãy cùng lật ngược quá khứ để xem một chút là tại sao Meta lại bắt đầu với Metaverse nhé. Cột mốc đầu tiên cần phải kể đến đó chính là vào ngày 28 tháng 10 năm 2021 thì Facebook đã đổi tên thành Meta, đánh dấu chặng đường mới khi mà công ty này bắt đầu tấn công vào lĩnh vực Metaverse. Và điều này thì đã khiến cho cả cộng đồng tài chính lẫn công nghệ sục sôi, và hầu như là tất cả những cái đồng coin hay là token có gắn tag Metaverse đều bay mạnh thời điểm đó. Có thể kể đến một số đồng coin như là Sen hay là Mana. Việc đổi tên này thì cũng phản ánh tham vọng cực kỳ lớn của công ty, đánh dấu bước chuyển mình từ một công ty truyền thông mạng xã hội sang xây dựng một thế giới ảo Metaverse cho riêng mình. Điều này thì cũng được CEO Mark Zuckerberg khẳng định trong các hội nghị trực tuyến. Đồng thời, ông cũng nêu rõ tầm nhìn của Meta sau này, đó chính là đem đến những trải nghiệm kết nối xã hội thực và xã hội ảo. Mark Zuckerberg cũng khẳng định là Meta sẽ đầu tư cực kỳ mạnh tay để phát triển Metaverse, và ông tham vọng xây dựng nên một đế chế Metaverse của riêng mình. Tuy nhiên, câu chuyện lại không đơn giản như vậy. Sau những tuyên bố hùng hồn của CEO Mark Zuckerberg thì giá cổ phiếu của Meta lại rớt một cách thảm hại, và công ty cũng bắt đầu ghi nhận những thua lỗ chưa từng có từ trước đến giờ. Tuy nhiên, để hiểu tại sao Mark Zuckerberg lại ám ảnh về Metaverse đến vậy thì chúng ta cần lật ngược lại quá khứ một chút về năm 2014, khi mà Facebook quyết định mua lại một công ty sản xuất các thiết bị thực tế ảo mang tên là Oculus với giá hơn 2 tỷ đô chỉ sau 5 ngày đàm phán. Mark khi đó thì đã thực sự tin tưởng vào tương lai của tương tác ảo, khi mà người dùng sẽ chìm đắm vào một thế giới do chính anh tạo ra. Đó cũng chính là nguồn gốc của một trong những bức ảnh viral nhất ở trên mạng xã hội lúc bấy giờ của Mark. Lý do thứ hai mà chúng ta cần nhắc đến đó chính là vị thế của Meta. Để hiểu lý do tại sao Mark lại chấp nhận all-in vào một canh bạc liều lĩnh đến vậy thì chúng ta cần phải biết được vị thế của Mark hay là Meta hoặc là Facebook thời điểm bấy giờ khi mà Mark quyết định đầu tư vào Metaverse. Theo như thống kê của We Are Social thì vào tháng 1 năm 2023 thì Facebook hay là Meta vẫn là mạng xã hội có nhiều người dùng nhất với gần 3 tỷ người dùng. Kế đến là YouTube với khoảng 2,5 tỷ người dùng, sau đó mới là WhatsApp, rồi Instagram, WeChat, TikTok v.v. Thậm chí là chúng ta còn thấy là TikTok ở một vị trí khá là xa khi mà mới chỉ đạt hơn 1 tỷ người dùng mà thôi, kém xa con số gần 3 tỷ người dùng của Facebook. Tuy nhiên, khi xét đến khía cạnh số lượng thời gian sử dụng các mạng xã hội thì Facebook đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi các mạng xã hội khác. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là TikTok và YouTube đều đang cạnh tranh nhau rất là khốc liệt ở vị trí đầu bảng, với TikTok là hơn 23,5 giờ trên một tháng và YouTube là 23,1 giờ trên một tháng, và Facebook thì phải ngậm ngùi ở vị trí thứ 3 khi mà chỉ đạt chưa đến 20 giờ một tháng. Đây là một dấu hiệu cực kỳ đáng báo động cho Facebook. Điều này thể hiện được rằng cho dù Facebook có tệp người dùng lớn, thế nhưng người dùng của họ đang dành thời gian cho các ứng dụng khác nhiều hơn chính bản thân họ. Ở một báo cáo khác thì Facebook cũng đang thể hiện rõ sự thua thiệt so với TikTok và YouTube khi mà tệp người dùng trẻ, những người từ 13 cho đến 16 tuổi thì ưa chuộng mạng xã hội TikTok nhiều hơn. Và như anh em đều biết thì tệp người trẻ chính là tệp người dùng mà tất cả các mạng xã hội đều muốn nhắm đến. Lý do thứ ba mà chúng ta cần nhắc đến đó chính là cấu trúc doanh thu đáng báo động của Meta. Như chúng ta cũng đã biết thì ứng dụng Facebook đã đem lại nguồn thu cực kỳ lớn cho công ty mẹ Facebook hay là Meta. Được ra mắt cùng lúc với sự bùng nổ của smartphone thì ứng dụng này đã nhanh chóng tiếp cận được lượng người dùng khổng lồ, và cho đến thời điểm hiện tại thì lượng người dùng tích cực của Facebook đã là hơn 3 tỷ người. Cũng nhờ tệp người dùng cực kỳ khổng lồ này mà Facebook đã tăng trưởng một cách điên rồ trong nhiều năm trở lại đây và trở thành thị trường quảng cáo lớn thứ hai trên thế giới. Tuy là đạt được nhiều thành tích kinh tế to lớn, thế nhưng trên thực tế thì Facebook chỉ có thể hoạt động kinh tế trong phạm vi mà Apple và Google cho phép, đồng thời thì cũng chỉ có thể tương tác với người dùng trong phạm vi kỹ thuật được cung cấp bởi Google hay là Apple. Hiểu một cách đơn giản là Apple hay là Google thì có thể theo dấu mọi hoạt động kinh tế của Facebook,
hay đồng thời là đẩy mô hình kinh doanh dựa trên quảng cáo của Facebook đến bờ vực nguy hiểm. Theo báo cáo vào quý 3 năm 2021 thì doanh thu từ việc quảng cáo chiếm đến 97,4% tổng doanh thu của công ty Facebook. Có thể thấy là vận mệnh của Facebook hầu hết đều dựa vào quảng cáo. Hay nói cách khác thì Facebook tuy là gã khổng lồ trong thế giới công nghệ nhưng vẫn phải dựa dẫm vào Google hay là Apple. Theo Facebook thì chính sách mới của iOS 15.4 cho phép người dùng tắt việc chia sẻ dữ liệu cá nhân thì đã ảnh hưởng 15% đến hiệu suất quảng cáo của Facebook hay là Instagram. Điều này thì đã ảnh hưởng rất lớn đến hai công ty này. Và điều đấy thì cho thấy rằng mối đe dọa mới thì đang đến từ iOS của Apple hay là Android của Google. Trên thực tế là CEO Mark Zuckerberg đã nhận thức rất rõ điều này và từ những năm 2014 hay là 2017 thì ông đã khẳng định rằng công nghệ AR hay là VR mới là tương lai của Facebook và liên tục đưa ra những quyết sách, quyết định ảnh hưởng cực kỳ lớn đến công ty như là việc đầu tư vào Metaverse và đặc biệt là một trong những quyết sách lớn đó chính là đổi tên mạng xã hội Facebook thành Meta như ở thời điểm hiện tại mà chúng ta đã biết. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về narrative hay hiểu một cách đơn giản là định hướng hay là tiên phong. Nhưng ai tham gia vào thị trường tài chính hay là công nghệ thì cũng sẽ hiểu được sức mạnh của narrative hay là định hướng. Hiểu một cách đơn giản thì đây sẽ có thể coi là những công nghệ cốt lõi hay là nền tảng để có thể tạo ra được những cái công nghệ đi sau nó và phát triển lên thành những cái công nghệ mới ở trong tương lai để phát triển thế giới. Ai tạo ra được một narrative đủ mạnh thì có thể tạo ra cả một cuộc chơi mới cho thị trường. Trong lịch sử thì chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều narrative lớn, ví dụ như là Internet hay là IoT. Và blockchain cũng là một narrative như vậy. Trong tương lai thì một narrative có thể kể đến như là Metaverse hoặc là AI. Vậy thì Meta đã làm gì để tạo ra một narrative? Trong khi là chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sản phẩm VR có đồ họa ấn tượng, đẹp lung linh huyền ảo thì sản phẩm của Mark Zuckerberg và Meta thì lại gây thất vọng như thế này. Không cần đi quá nhiều vào chi tiết thì cơ bản các game VR là các nền tảng đóng, design theo một lộ trình từ trước. Thế nhưng thì Metaverse lại ngược lại, tất cả mọi thứ phải diễn ra liên tục, đồng thời và trực tiếp và không giới hạn số lượng người tham gia. Tất cả thì có vẻ là quá sức với một gã khổng lồ như là Facebook. Đó là còn chưa kể đến những vấn đề như là thiết bị kết nối, kính thực tế ảo hay là những dụng cụ cầm tay v.v. Đứng dưới góc nhìn của các chuyên gia thì không chỉ mô hình kinh doanh của Meta hay là Facebook đang gặp vấn đề mà hệ thống nhân sự của công ty cũng đang không hiệu quả khi mà gần đây nhất thì công ty cũng đã phải sa thải hơn 11.000 nhân viên. Trong một tuyên bố thì Meta dự đoán rằng lỗ của Reality Lab trong năm 2023 sẽ giảm mạnh. Sau năm 2023 thì Meta sẽ cho tăng tốc các khoản đầu tư và bộ phận để đạt được mục tiêu tăng trưởng thu nhập trong toàn công ty trong dài hạn. Nhà phân tích Grant Thill thì đặt câu hỏi là tại sao Meta vẫn tin tưởng vào các ván bài mang tính thử nghiệm như là Metaverse. Đáp lại thì CEO Mark Zuckerberg vẫn tỏ ra lạc quan về Metaverse dù ông thừa nhận biết được những nỗi lo về hướng đi của Meta. Ông cho rằng sẽ là một sai lầm nếu không tập trung vào vũ trụ thực tế ảo và nó sẽ có tác động lớn trong tương lai. Người đứng đầu Meta thì cũng kỳ vọng vào headset Quest Pro VR, ngày càng có nhiều nhân viên sẽ làm việc trong thế giới ảo và hỗn hợp. Mark Zuckerberg thì cũng khẳng định là những điều ông đang làm với Meta và Facebook thì vẫn đang đúng hướng và sẽ có hiệu quả trong tương lai. Ông nhắc đến dịch vụ video ngắn Reels, thuật toán gợi ý nội dung, tính năng nhắn tin doanh nghiệp và công nghệ quảng cáo trực tuyến. Dù vẫn chưa thể khẳng định quy mô của chúng sẽ đi đến đâu, thế nhưng ông chủ Meta vẫn khẳng định rằng tất cả mọi thứ đều đang đi đúng hướng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ giải quyết từng việc một theo từng giai đoạn và tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn. Tôi cho rằng những người kiên nhẫn đầu tư vào chúng tôi thì sẽ được đền đáp, Mark Zuckerberg chia sẻ. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về Metaverse của Meta cũng như là tầm nhìn và khát vọng của ông chủ Mark Zuckerberg về Metaverse ở trong tương lai. Anh em nghĩ sao về kênh bạc này? Hãy cùng comment suy nghĩ của mình ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên like, share và subscribe qua 68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!